Thầy xin chào các học sinh thân mến. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Trương Thanh Tùng, giáo viên trường Trung học Thông chuyên Thái Nguyên. Hôm nay thầy rất vui được đồng hành cùng các em trong chương trình ôn tập trên truyền hình. Chương trình được sự phối hợp tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên cùng với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Hôm nay thầy cùng các em ôn tập chủ đề về nguyên hàm. Đây là chủ đề thường xuất hiện trong các đề thi Trung học Thông quốc gia các năm Nội dung bài học ngày hôm nay qua gồm 3 phần. Phần thứ nhất là phần lý thuyết. Phần thứ hai, một số dạng toán về nguyên hàm. Phần thứ ba là phần bài tập về nhà. Chúng ta bắt đầu từ phần đầu tiên. Nguyên hàm được định nghĩa như sau. Cho hàm số F nhỏ x xác định trên K. K là một khoảng, hoặc một đoạn, hoặc nửa khoảng của R. Hàm số F lớn x được gọi là một nguyên hàm của hàm số F nhỏ x trên K. Nếu đạo hàm của hàm số F lớn x, bằng hàm số f nhỏ x với mỗi thuộc k. Và các phải chú ý thêm, thứ nhất, nếu f lớn x là một nguyên hàm của hàm số f nhỏ x trên tập k thì mọi nguyên hàm của hàm f nhỏ x trên k đều có dạng f lớn x cộng c với c là một hằng số. Và ta ký hiệu nguyên hàm f nhỏ x dx bằng f lớn x cộng c được gọi là họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f nhỏ x. Chú ý thứ hai, Mọi hàm số liên tục trên K đều có nguyên hàm trên K. À, trên đây thầy đã nhắc lại cho các em về nội dung về định nghĩa và hai chú ý kèm theo của nó. Và sau đây là mục tiếp theo, phần 2 nhỏ tính chất của nguyên hàm bao gồm 3 tính chất chủ yếu. Tính chất số 1: Nguyên hàm f'(x) dx bằng f(x) C. Tính chất số 2: Nguyên hàm k f'(x) dx thì bằng k nhân với nguyên hàm f'(x) dx với k là hằng số khác không. Tính chất số 2 giúp các em có thể đưa hàng số K từ trong biểu thức dấu nguyên hàm ra ngoài biểu thức dấu nguyên hàm. Tính chất số 3, nguyên hàm của tổng hiệu hai hàm số thì bằng là tổng hiệu của hai nguyên hàm và tính chất này có thể được mở rộng là nguyên hàm của tổng hiệu của nhiều hàm số. Tiếp theo là một số phương pháp tìm nguyên hàm thường sử dụng. Chúng ta thường sử dụng hai phương pháp hấp chính. Thứ nhất, phương pháp đổi biến số. Thứ hai, phương pháp tìm nguyên hàm từng phần. Nội dung của hai phương này thì thầy cùng các em sẽ ôn tập ở phần sau của bài học. Tiếp theo, thầy cùng các em chuyển sang phần 2 la mã, một số dạng toán về nguyên hàm. Dạng số 1, sử dụng định nghĩa, tính chất và bảng nguyên hàm của một số số thường gặp. Dạng số 2, tìm nguyên hàm bằng pháp đổi biến số. Và dạng số 3, tìm nguyên hàm bằng phương pháp nguyên hàm từng phần. Và sau đây chúng ta bắt đầu vào dạng thứ nhất. Ví dụ số 1, đây là một câu hỏi trong đề thi chính thức kỳ thi Trung học thông quốc gia năm 2019. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số fx bằng hãi cộng 5 là phương A x bình cộng 5x cộng C, phương B 2x bình cộng 5x cộng -x C, phương C 2x bình cộng C và phương D x bình cộng C. Đây là một câu cơ bản trong đề thi. Các em chỉ việc sử dụng nội dung của bảng nguyên hàm mà thầy đã nhắc lại ở phần trước ta có nguyên hàm của fx bằng nguyên hàm của 2 cộng 5. Đến bước này, các em sử dụng tính chất cơ bản của nguyên hàm biến đổi thành tổng của hai nguyên hàm cơ bản. Cụ thể, bằng nguyên hàm của 2x cộng nguyên hàm của 5. Và từ đó ta tính được kết quả là x bình cộng 5x cộng c. Khi đó ta chọn phần đúng là phương án A. Tiếp tục ví dụ số 2. Đây là một câu trong đề thi minh họa kỳ thi Trung Học Thông Quốc gia năm 2019. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số fx bằng e mũ x cộng x là phương A e mũ x cộng x bình cộng c, phương B e mũ x cộng 1 phần 2 x bình cộng c, phương C 1 trên x cộng 1 nhân e mũ x cộng 1 phần 2 x bình cộng c, và phương D e mũ x cộng 1 cộng c. Tương tự như ví dụ 1, trong ví dụ này chúng ta cũng áp dụng nội dung của bảng nguyên hàm cơ bản và dụng tính chất của nguyên hàm. Ta có nguyên hàm của Fx bằng nguyên hàm của Emx cộng x và biến đổi thành tổng của hai nguyên hàm, cụ thể là nguyên hàm của Emx cộng nguyên hàm của x. Từ đó ta tính được kết quả là bằng Emx cộng phần 2 x bình cộng c. Khi đó ta chọn ra đúng là đáp án B. Ví dụ số 3, đây là một câu trong đề thi chính thức kỳ thi của học quốc gia năm 2019. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số F nhỏ x bằng bãi x 2 trên x 2 tất cả bình phương trên khoảng từ 2 đến vô cực là phần A 3 nhân log của x 2 2 trên x 2 cộng với C. Phần B 3 nhân của x 2 cộng 2 trên x 2 cộng với C. Phần C 3 nhân của x 2 cộng 4 trên x 2 cộng C và phương án D 3 nhân log của x 2 x 4 trên x 2 cộng với C. Phân tích qua bài này, các em thấy bài toán yêu cầu chúng ta là tìm nguyên hàm của hàm số hữu tỷ Cụ thể trên tử thức là bậc nhất, mẫu thức là lượng bậc 2 nhưng chứa nhân tử là x 2. Do vậy để tìm nguyên hàm này, chúng ta sử dụng phương pháp à, biến đổi của hàm số. Cụ thể là các em hãy biến đổi tử thức 3x 2 theo cái nhân tử ở dưới mẫu là x 2. Nghĩa là 3x 2 bằng 3 nhân x 2 và cộng thêm 4. Đến bước này, các em sẽ lấy từng hạng tử ở trên tử chia cho mẫu thức. Cụ thể, chúng ta lấy 3 nhân x 2 chia cho x 2 theo bình phương cộng thêm 4 chia cho x 2 theo bình phương. Khi đó ta được kết quả 3 chữ x 2 cộng với 4 trên x trên bình phương. Đến bước này, các em sử dụng nội dung của bảng nguyên hàm mà thầy đã nhắc lại. Kết quả thu được như sau. Bằng 3 nhân với logan Epa của trị đối x 2, trừ 4 trên x 2 và cộng với C. Nhưng do đề bài chúng ta yêu cầu là tìm tất cả nguyên hàm của hàm số này trên khoảng là khoảng từ 2 đến dư vô cực. Do vậy chúng ta phải phá dấu trị đối. Với x lớn 2, khi đó chừ đối của x 2 thì sẽ bằng là x 2. Do vậy, kết quả tiếp theo là bằng 3 nhân với log base của x 2 x 4 trên x 2 cộng với c. Khi đó ta chọn phương án đúng là phương án D. Đây là ba ví dụ điển hình trong cái dạng số 1. Dạng toán chúng ta tìm nguyên hàm bằng định nghĩa, tính chất và bảo nguyên hàm của một số thức thường gặp. Qua ba ví dụ này các em phải nắm vững được nội dung của bảo nguyên hàm đó và thêm nữa đó là tính chất của nguyên hàm đồng thời là phương pháp chúng ta biến đổi hàm số sao cho để chuyển về cái dạng nguyên hàm cơ bản hơn và sau đây chúng ta chuyển sang dạng thứ hai dạng số 2 tìm nguyên hàm bằng pháp đổi biến số dạng thường gặp đó là nguyên hàm của f của u x nhưng nếu u phải x ở đây các em phải chú ý đến hai đại lượng đó là Ux u x và u phải x nếu trong nguyên hàm chúng ta có hai lượng này, thì chúng ta thực hiện các bước như sau: bước số một, kem đặt t bằng u x, từ đó suy ra dt bằng u x dx. Bước số 2, đó là tìm nguyên hàm của ft. Bước số 3, chúng ta thay trở lại biến x. Trong phép này thì kem phải chú ý thêm đó là cách đặt t bằng u x là gì. Thứ hai nữa nguyên hàm biến T phía sau thì phải được đơn giản hơn, giảm độ phức tạp hơn so với hàm biến X ban đầu. Cụ thể, chúng ta cùng xét một vài ví dụ như sau. Ví dụ số 4, tìm nguyên hàm của x nhân với x bình cộng 7, tất cả 15. Phần A, 1 phần 2 nhân với x bình cộng 7, tất cả 16 cộng C. Phần B, âm 1 phần 32 nhân với x bình cộng 7, tất cả 16 cộng C. Phần C, 1/16 nhân với x bình cộng 7 tất cả 16 cộng c và phương án D 1/32 nhân với x bình cộng 7 tất cả 16 cộng với c. Phân tích qua bài toán này chúng ta thấy là biểu thức sử dụng nguyên hàm trừ lượng lũy thừa số lũy mũ lớn đó là x bình cộng 7 tất cả mũ 15. Do vậy để giảm độ phức tạp của nguyên hàm này, chúng ta sử dụng phương pháp đổi biến số. Cụ thể đặt t bằng x bình cộng 7. Thì ta suy được là dt bằng 2dx. Từ đó suy được xdx bằng 1/2dt. Đến bước này các phải tìm cách chuyển nguyên hàm biến x ban đầu về nguyên hàm biến t mới. Ở đây ta thấy biểu thức ban đầu chứa lượng x bình cộng 7 mũ 15 thì ta thay bởi là t mũ 15. Tiếp theo, đây là còn lại là xdx thì ta thay bởi là 1/2dt. Thì khi đó nguyên hàm đã cho trở thành như sau y bằng nguyên hàm t mũ 15 nhân với 1 phần 2 dt và bằng 1 phần 2 nhân với nguyên hàm của t mũ 15 và ta tính được là bằng t mũ 16 trên 32 cộng với c đến bước này chúng ta thay trở về biến x thì khi đó ta được kết quả y bằng 1 phần 32 nhân với x bình cộng 7 tất cả mũ 16 cộng với c và do vậy ta chọn đáp án đúng là đáp án d chuyển sang ví dụ số 5 Xét y bằng nguyên hàm của x của 3 nhân với căn bậc 2 của x bình cộng 5. Nếu đặt u bằng căn bậc 2 x bình cộng 5 thì khi đó y bằng phần a nguyên hàm của u 4 5 u bình, phần b nguyên hàm của u bình, phần c nguyên hàm của u 4 5 u 3 và phần d nguyên hàm của u 4 cộng 5 u 3. Trong ví dụ này thì đề bài đã cho chúng ta cách đặt cụ thể đặt U bằng căn 2 của X bình cộng 5. Từ đó ta suy được là U bình bằng X bình cộng 5. Suy ra U đi U bằng X đi X. Đến bước này, các em phải tìm cách à, biến đổi nguyên hàm X ban đầu về nguyên hàm biến U mới. Các em quan sát thấy là biểu thức dùng nguyên hàm có chứa đại lượng căn 2 X bình cộng 5 thì ta thay bởi lượng U đã đặt Đại lượng còn lại là x của 3 dx. Thì hiện tại chúng ta tính vi phân ta được kết quả là x dx. Do đó chúng ta phải tách x 3 trở thành x bình nhân với x. Vậy thì khi đó à, nguyên hàm y ta viết lại như sau. Nguyên hàm của x bình nhân các bằng 2 x bình cộng 5 nhân với x dx. Và ta thay à, x bình là bởi u bình phương trừ đi 5. Căn bằng 2 x bình cộng 5 ta thay bởi là u và x dx ta thay bởi là u du khi đó được kết quả y bằng nguyên hàm của u bình trừ năm nhân u nhân với u du và thu gọn ta được nguyên hàm của u mũ và trừ năm lên u bình và ta thấy ngay đáp án đúng là đáp án a tiếp theo là ví dụ số 6. biết f'x là một nguyên hàm của hàm số f nhỏ x bằng sin 3X nhân cos X và F lớn tại 0 bằng Pi. Giá trị của F lớn tại Pi trên 2 bằng phương A âm Pi, phương B Pi, phương C âm 1 phần 4 cộng Pi và phương D 1 phần 4 cộng với Pi. Phân tích qua định hướng của bài toán này, để xác định được giá trị của F lớn tại Pi trên 2, chúng ta phải tìm được hàm số F lớn X. Khi đó chúng ta xét nguyên hàm, y bằng nguyên hàm của sin 3x nhân với cos x. Để tính nguyên hàm này, các em có thể đặt t bằng sin x và biến đổi theo cách uh, giống ví dụ số 5 mà thầy đã trình bày. Ngoài ra, ở đây thầy trình bày các hướng khác, đó là sử dụng biến đổi vi phân. Các em thấy có đại lượng đó là cos dx. Thì biểu thức này nó chính là kết quả vi phân của của hàm sin x. Nghĩa là cos dx thì sẽ bằng là d của sin x. Khi đó nguyên hàm y trở thành y bằng nguyên hàm sin 3 x nhân d của sin x. Đây chính là nguyên hàm có dạng u3du với u là sin x và tôi đưa được kết quả y bằng sin 4x trên 4 và cộng với c. Từ đó f lớn x bằng sin 4x trên 4 cộng với c. Vậy thì để xác định được giá trị f lớn tại phía trên 2, ta phải đi tìm hàng số c là bao nhiêu. Khi đó chúng ta áp dụng giải thích bạch của bài toán đó là f tại 0 thì bằng pi. Vậy thì chúng ta thay x bằng 0 vào biểu thức này, ta được kết quả. Pi thì bằng 0 cộng c, từ đó suy ra c bằng pi. Vậy hàm F'x x bằng c 4x trên 4 cộng với pi, từ đó suy ra f lớn tại pi trên 2 thì bằng 1 phần 4 và cộng với pi. Khi đó ta chọn đáp án đúng là đáp án D. Trên đây là 3 ví dụ minh họa cho dạng số 2 tìm nguyên hàm bằng pháp đổi biến số. Và trong dạng toán này, các em phải nhận dạng được khi nào ta dùng pháp đổi biến. Đó là khi biểu thức dùng nguyên hàm chứa hai biểu thức ux và u x thì các em có thể đặt t bằng ux hoặc cách khác nữa các em có thể sử dụng cách biến đổi vi phân để làm giảm độ phức tạp của việc trình bày làm cho lời giải ngắn gọn hơn tiếp theo chúng ta chuyển sang dạng số 3 tìm nguyên hàm bằng pháp nguyên hàm từng phần công thức các em phải nhớ được đó là nguyên hàm udv thì bằng uv trừ nguyên hàm vdu trong phương pháp này chúng ta thường gặp dạng nguyên hàm y bằng nguyên hàm của fx nhân với gx trong đó fx và gx là hai hàm số khác loại nhau à, trên màn hình các em có các sẽ thấy là thầy đã phân dạng thành 3 dạng cụ thể à, dạng thứ nhất đó là fx là hàm đa thức và gx là hàm logarit, dạng số 2, fx là hàm đa thức và gx là hàm lượng giác. Và dạng số 3, fx là hàm đa thức và gx là hàm mũ. Với dạng số 1, khi fx là hàm đa thức và gx là hàm logarit thì ta sẽ đặt u bằng gx và khi đó dv bằng fx dx. Và trong đó v là một nguyên hàm của hàm fx dạng số 2 và dạng số 3 khi khí là hàm đa thức được kết hợp với một trong hai loại hàm đó là hàm lượng giác và hàm mũ thì ta sẽ đặt u là bằng fx khi đó dv thì bằng là gx dx và v là một nguyên hàm của hàm số gx và trong hai dạng này kem chú ý thêm nữa số lần nguyên hàm từng phần thì chính bằng bậc của fx ngoài ra để các em dễ nhớ cho việc lựa chọn cách đặt u thì kem nhớ giúp thầy một câu nói đó là nhất lô nhì đa tam lượng tứ mũ đây là thứ tự ưu tiên cho việc chọn u trong thứ tự ưu tiên này thì hàm số logarit là hàm ưu tiên cao nhất do vậy ở với dạng số 1 ta sẽ đặt u là bằng gx là hàm logarit với dạng số 2 và dạng số 3 đó là đa thức lượng giác và mũ vì đa thức có thứ tự ưu tiên cao hơn do vậy ta sẽ lựa chọn đặt u bằng fx để giúp các em hiểu rõ hơn về phương pháp này, thầy cùng các em xét một số ví dụ sau. Ví dụ số 7, đây là một câu trong đề thi tâm khảo kỳ thi trung học quốc gia năm 2019. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) bằng 4x nhân với 1 cộng log npe của x là phần A 2x bình nhân với log npe của x cộng 3x bình. Phần B 2x bình nhân với log của x cộng x bình. Phần C 2x bình nhân với ln của x cộng 3x bình cộng c và phương d 2x bình nhân với ln của x cộng x bình cộng c phân tích qua ví dụ này chúng ta thấy hàm số x là tích của hai hàm số khác loại nhau thứ nhất 4x ở bên ngoài đây là một hàm đa thức thứ hai là một cộng với ln của x đây là một hàm à, logarit vậy thì theo cách mà thầy đã trình bày ở phần trước ta sẽ đặt chúng ta đặt u bằng 1 cộng với log db của x và dv bằng 4 x dx từ đó ta suy ra du bằng 1 trên x dx và v là một nguyên hàm của hàm 4 x ở đây thử lựa chọn là v bằng 2 x bình sau đó các em sử dụng công thức nguyên hàm từng phần ta có y bằng nguyên hàm của 4 x nhân với 1 cộng với log db của x thì bằng tích UV nghĩa là 2x bình chúng ta nhân với 1 cộng với lô đem của x và trừ đi nguyên hàm của VDU tức là trừ đi nguyên hàm của 2x bình nhân với 1 chữ x để x và bằng 2x bình nhân với 1 cộng với lô đem của x và trừ đi x bình của c rút gọn ta được 2x bình nhân với lô đem của x cộng x bình cộng c do đó ta chọn đáp án đúng là đáp án D. Tiếp tục chuyển sang ví dụ số 8, tìm họ tất cả các nguyên hàm của hàm số fx bằng 3x nhân với x cộng với cốt x. Thì để tính được nguyên hàm của hàm số này, trước hết chúng ta sử dụng tính chất của nguyên hàm. Đó là biến đổi thành tổng của hai nguyên hàm y bằng nguyên hàm của 3x bình cộng với 3 lần nguyên hàm của x cốt x. Nguyên hàm đầu tiên là nguyên hàm của 3x bình. Các em dễ dàng tính được là bằng x 3 mà cộng với C1. Và ở đây thầy đã ký hiệu y phẩy chính là nguyên hàm phía sau. Đó là nguyên hàm của x nhân với cốt x. Để tính nguyên hàm này, các em thấy ngay dưới dấu nguyên hàm là tích của hai loại số khác nhau. Thứ nhất là một hàm đa thức và thứ hai là một hàm lượng giác. Khi đó, theo thứ tự ưu tiên các em có thể đặt u là bằng x và dv bằng cốt x dx và trình bày giống ví dụ số 7 mà thầy đã nói ở phần trước. Ngoài ra để tiện dụng cho việc trình bày và làm giảm độ phức tạp của lời giải, thầy sẽ sử dụng như sau. Kem à, chú ý rằng, ∫cos dx đây là kết quả vi phân của hàm sin x. Do vậy y' phải được viết thành như sau, y' phải bằng nguyên hàm của x nhân với d của sin x. À, trong nguyên hàm này thì x đóng vai trò là u và sin x đóng vai trò là v. Đến bước này kem sử dụng trực tiếp công thức tính nguyên hàm từng phần là bằng x nhân với sin x trừ đi nguyên hàm của sin x và tôi được kết quả x nhân với sin x cộng với cút x và cộng với c2. Khi đó, nguyên hàm y ban đầu sẽ bằng x mũ 3 cộng bãi sin x cộng với 3 cút x cộng với c trong đó c bằng c1 cộng với 3 c2. Ví dụ số 7 và ví dụ số 8, đây là hai ví dụ điển hình trong việc áp dụng phương pháp tính nguyên hàm bằng pháp nguyên hàm từng phần. Khi sử dụng, kem phải linh hòa sử dụng đến tính chất của nguyên hàm và bảng nguyên hàm của một số số từng gặp. À, thêm nữa, à, để tiện lợi cho việc trình bày lời giải được ngắn gọn và xuất kỹ hơn, thì kem có thể lựa chọn cách trình bày giống như số 8, đó là sử dụng phép đổi vi phân. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang ví dụ số 9. Đây là một câu trong đề thi chính thức kỳ thi Trung học quốc gia năm 2017. Cho f x bằng x bình phương là một nguyên hàm của hàm số f nhỏ x nhân e mũ 2x. Tìm họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f x nhân e mũ 2x. Phương A trừ x bình cộng 2 cộng c. Phương B trừ x bình cộng x cộng c. Phương C x bình trừ 2 cộng c. Và phương D trừ 2x bình cộng 2 cộng c. Chúng ta cùng phân tích ví dụ này. Từ giải thích bài toán cho f x, x là một nguyên hàm của hàm số f x nhỏ x nhân e mũ 2x. Do vậy số định nghĩa thì ta có đạo hàm của hàm f x thì bằng f nhỏ x nhân e mũ 2x tức là ta có 2x bằng fx nhân e mũ 2x. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm họ tất cả nguyên hàm của hàm số f x nhân e mũ 2x. Tiếp theo chúng ta cùng xét nguyên hàm f x nhân e mũ 2x. Trong bài thức này chúng ta thấy là có f nhân x với x dx. Đây chính là kết quả vi phân của fx. Và đến đây các em hiểu là e mũ 2x đóng vai trò là u còn fx đóng vai trò là v. Và sử dụng trực tiếp công thức nguyên hàm từng phần thì ta có nguyên hàm của e mũ 2x nhân với d của fx thì sẽ đã bằng e mũ 2x nhân fx trừ đi nguyên hàm của fx nhân với d của e mũ 2x và bằng Đến đây chúng ta coi e mũ 2x đóng vai trò là u, còn fx đóng vai trò là v. Vậy thì nguyên hàm này có dạng nguyên hàm UDV và chúng ta sử dụng trực tiếp công thức nguyên hàm từng phần. Ta tính được bằng tích uv nghĩa là e mũ 2x nhân với fx trừ nguyên hàm của v là nguyên hàm của fx nhân với d của e mũ 2x. Đến bước này các em tiếp tục tính vi phân của e mũ 2x thì bằng 2 nhân với e mũ 2x ta thu được kết quả 2x trừ đi à, nguyên hàm của fx nhân với 2 em mũ 2x và thầy sẽ đưa à, hàng số 2 từ trong biểu thức dấu nguyên hàm ra ngoài biểu thức dấu nguyên hàm là được 2x trừ đi 2 lần nguyên hàm của fx nhân em mũ 2x mặt khác từ giả thiết thì nguyên hàm của fx nhân em mũ 2x thì chính bằng là f lượng x vậy thầy thay bởi là 2x bình vào trong đại lượng này khi đó kết quả là bằng 2x trừ 2x bình và cộng với C. Do đó ta chọn đáp án đúng là đáp án D. À, thầy đã trình bày à, 3 dạng toán thường gặp đối với bài toán nguyên hàm. Dạng thứ nhất là sử dụng định nghĩa tính chất và bảng nguyên hàm của một số số thường gặp. Dạng số 2 là tính nguyên hàm và phát đổi biến số. Dạng số 3 tính nguyên hàm bằng phát nguyên hàm từng phần. Sau đây là phần bài tập về nhà. Câu số 1. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số fx bằng 3x bình cộng 2x cộng 5 là Phần A, f'x bằng x'3 cộng, cộng x bình cộng 5 Phần B, f'x bằng x'3 cộng, cộng x bình cộng C Phần C, f'x bằng x'3 cộng, cộng x cộng C Và phần D, f'x bằng x'3 cộng, cộng x bình cộng 5x cộng C Câu số 2, cho f'x bằng cốt 2x trừ x'x cộng C là họ tất cả các nguyên hàm của hàm số F nhỏ x. Khi đó, giá trị của FP bằng phương A âm 3, phương B âm 1, phương C 1 và phương D 0. Câu số 3. Cho hàm số F nhỏ x có đạo hàm liên tục trên R thỏa mãn, F tại 1 bằng 1 và Fx tất cả bình phương nhân F với x bằng x nhân mx với mx thuộc R. Và hỏi chúng ta số nghiệm của phương trình fx cộng 1 bằng 0 là bao nhiêu? Phương án A 3, phương án B 2, phương án C 0 và phương án D là 1. Trên đây là 3 câu hỏi giúp các em ôn tập tại nhà. Bài hôm nay chúng ta kết thúc. Thầy xin chúc các em ôn tập tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em.